Chào các bác nhé, lại là em Thành Auto. Thì hôm nay em Thành Auto mang đến cho các bác một mẫu xe Ford Transit sản xuất năm 2015. Một chiếc Ford Transit 16 chỗ sản xuất năm 2015, đã cửa điện đầy đủ luôn các bác nhé. Em xe này là xe của một công ty bên Nhật. Chiếc xe này thì đã được chúng em mua về, bởi vì chiếc xe này là của một công ty Nhật, người ta sử dụng để chở cán bộ công nhân viên trong công ty. Một chiếc xe rất là chất màu hồng phấn đang có mặt tại showroom của chúng em, biển số 34. Công ty này họ đã sử dụng chiếc xe này và vận chuyển cán bộ công nhân viên trong vòng hơn 4 năm một chút. Thì sau quá trình sử dụng, người ta đã thải hồi chiếc xe này. Lý do thì người Nhật người ta rất là cẩn thận, sử dụng một chiếc xe chỉ tầm 4-5 năm là người ta đã thải hồi rồi. Thì chiếc xe này đang có mặt tại showroom của chúng em. Một chiếc xe rất là chất lượng các bác nhé. Em đi nhanh qua một vòng quanh ngoại thất thì các bác có thể thấy, em vừa đứng ở một cái góc check ấy, thì các bác có thể thấy là cái form dáng của nó vẫn giữ nguyên được cái form dáng của nhà sản xuất. Đấy. Hai cái cột đèn còn rất là mới từ các cái cánh cửa này. Bác nhìn nhá. Tất cả cái đường nét của trên chiếc xe này, các cái khớp nối khớp khít này, nó thẳng và nó đều. Nó thẳng và nó đều tăm tắp như thế này nhá. Đấy, các bác nhìn nhá. Thì chắc chắn là cái chuyện sụn xịu hay là cái chuyện sử dụng em xe này thì chủ xe nó cũng rất là giữ gìn. Bởi vì tại sao? Thì xe đây, các bác nhìn nhá, xe đưa đón cán bộ, nhân viên văn phòng, chứ không phải là xe đưa đón công nhân. Mà những người làm cán bộ, nhân viên văn phòng thì thường thì họ có ý thức rất là cao, nên là nội thất ở bên trong xe còn rất là đẹp. Đây là mấy là bên ngoài là ngoại thất thôi các bác nhá. Đấy, từ cột kèo keo chỉ còn nguyên zin theo xe. Rồi là đến những cái đèn hậu, các bác nhìn cái khớp khít ở quanh cái cụm đèn hậu nhá. Rất là chuẩn chỉ đúng không? Đấy. Lốp lá còn tương đối là mới. Tương đối là mới. Em xe này mà các bác mua về để chạy dịch vụ hay là dịch vụ xe khách này, hay là chạy dịch vụ đám cưới, đám hỏi thì cũng rất là hợp lý. Bây giờ thì em sẽ bước vào bên trong nội thất để cho các bác cùng xem qua cái nội thất của chiếc xe này xem nó như thế nào nhé. Em đã cầm sẵn chìa khóa ở đây rồi. Các bác nhìn đây, công ty trách nhiệm hữu hạn 789 Hải Dương. Đây, em mở cánh cửa ra để cho các bác xem qua bên trong nội thất của chiếc xe này. Đấy, từ cái tắp ly cửa đây còn rất là mới nhá, keo chỉ này, zin đét đèn đẹp luôn. Các cái hệ thống nút bấm trang bị trên chiếc xe này hoạt động rất là trơn tru và êm ái. Đây là cái khoang lái, nơi mà các bác trực tiếp điều khiển chiếc xe này. Từ cái vô lăng này, các cái góc 3 giờ và góc 9 giờ này cũng còn rất là mới nhá. Để cái tay đấm số này các bác nhìn kỹ nhá, quá là đẹp phải không? Đấy, táp lô này mới đét luôn. Chế độ bật đèn này. Đấy, chỉnh gương kính, chỉnh điện luôn. Loa bông, âm thanh sống động, rất là hay. Điều hòa, rồi là cho đến tất cả các hệ thống điều khiển ở trên chiếc xe này hoạt động rất là trơn tru và êm ái. Đây là nút đóng cửa điện. Đấy, các bác nhìn nhá, tự động mở này. Đấy, cánh cửa sẽ tự động mở ra. Đây, các bác có thể thấy là nội thất bên trong đây. Da ghế là nguyên zin nguyên bản theo xe các bác nhá. Trần bọc ni lông rất là cẩn thận. Em ấn nút phát này, cánh cửa tự động đóng vào này. Đấy, ra ghế, hàng ghế thứ nhất đây, và tất cả các hàng ghế khách ở phía đằng sau rất là xịn sò. Ra ghế nguyên zin nguyên bản theo xe, nội thất rất là sạch sẽ đẹp đẽ. Nói chung là xe của cán bộ nhân viên văn phòng thì thông thường người ta có ý thức rất là cao, người ta sử dụng chiếc xe này thì người ta ngồi bên trên người ta cũng rất là giữ gìn, chứ không như là xe chở
công nhân thì thường ý thức của họ thì không bằng cán bộ nhân viên văn phòng được. Đấy, em sẽ mở cái cánh cửa điện kia ra và em lên cái bên trong cái nội thất bên đấy để cho các bác xem qua nhé. Vâng, bác chờ một chút. Từ hướng cái khớp nối quanh cái cụm đèn pha này, có thể nói là chiếc xe giữ được form dáng rất là tốt. Đấy, đèn pha đèn led luôn các bác nhé, rất là sáng. Đây là toàn bộ cái nội thất ở bên trong. Đấy, em bước lên cho các bác xem ở cái khoang hành khách xem nó như thế nào. Ra ghế xịn sò luôn. Đó, từng cái vị trí nhá, rèm cửa này các bác nhìn này, rất là mới, rèm cửa rất là mới luôn. Đấy, trần xe này, một chiếc xe ở nội thất thì em phải nói là không chê vào đâu được, một chiếc xe 16 chỗ Ford Transit đời 2015 mà giữ gìn được như thế này thì tuyệt đối là không thể chê trách vào đâu được. Các bác nhìn toàn cảnh cái khoang lắp cái khoang cabin nơi mà các bác ngồi điều khiển chiếc xe này. Đấy, chiếc xe này thì và các bác chỉ dọn qua đi cái nội thất là ok thôi. Đấy, các bác nhìn nhá, chỉ cho dọn dẹp thôi chứ không cần phải điều chỉnh thêm bất cứ một thứ gì luôn. Da ghế nó vẫn còn mới zin đét như thế này nhá. Đấy, một chiếc xe chất lượng đang có mặt tại showroom của chúng em, Ford Transit 16 chỗ. Đấy, quá là chất lượng luôn. Thì chiếc xe này chúng em đang chào bán với một cái mức giá rất là hợp lý, hợp lý đến từng chi tiết một luôn các bác nhá. Em xe này chúng em đang chào bán với mức giá là 405 triệu đồng cho một chiếc xe Ford Transit 16 chỗ đời 2015. Cửa thì vẫn cửa kéo thôi, nhưng mà cái cửa kia đã được làm thành cửa đóng điện rồi. Những cái cửa ô thoáng này là kiểu kéo tay thôi. Đấy, thì mọi thông tin chi tiết về chiếc xe này các bác hãy nhấc máy lên liên hệ ngay với em theo cái số hotline là 0979188958 để được hỗ trợ tư vấn, gửi hình ảnh kèm video đầy đủ cho các bác thông qua Zalo một cách chi tiết đầy đủ nhất. Vâng, thì đến đây cái video clip của chúng em cũng xin phép được tạm dừng tại đây. Cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh YouTube của em Thành Auto trong suốt quãng thời gian qua. Đừng quên là đăng ký kênh và nhấp vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được những thông báo mới nhất khi mà em Thành Auto ra những video clip tiếp theo. Còn bây giờ thì em xin phép chào và hẹn gặp lại các bác.